đến mức đáng sợ. Đó là tố cáo của nhiều người dùng trong đó có phóng viên của tờ Vice. Người này đã tự kiểm tra bằng cách nói chuyện về một số chủ đề nhất định với bạn bè. Ngay hôm sau, những chủ đề anh trao đổi đã xuất hiện trên quảng cáo sản phẩm của Facebook. Khi phóng viên này nói cụm từ về trường đại học, liền sau đó xuất hiện quảng cáo khóa học. Còn khi nói tôi cần ít áo phông giá rẻ, quảng cáo quần áo giá rẻ xuất hiện sau đó. Trang The kiểm nghiệm theo cách này và cũng ra kết quả tương tự. Một số chuyên gia khuyến cáo người dùng nên chặn trợ lý cá nhân trên smartphone nếu cảm thấy phiền phức về vấn đề trên ngoài ra. Để đảm bảo riêng tư cần tất cả truy cập microphone của Facebook, mặc định khi cài Facebook. Tính năng này sẽ được kích hoạt chủ yếu phục vụ mục đích quảng cáo.